tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. Việt Nam America, Việt Nam America. Như miệng thằng ai chào gặp lại quý khán giả của đài VNTV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như 26.9 là băng tần mới của chúng tôi tại Las Vegas trên Facebook, YouTube vntv.com. Kính thưa quý khán giả, đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng của bốn đài. Mỗi sáng từ 9 giờ đến 9 rưỡi nhằm yểm trợ cho các sinh hoạt tổ chức trong cộng đồng của chúng ta. Hôm nay như thường lệ vẫn là chương trình để dành cho giới thiệu sinh hoạt đài Đáp Lời Sông Núi với anh Trần Quốc Báo. Trước hết kính chào anh Trần Quốc Báo. Dạ, kính chào anh Du Miên và hân hạnh tái ngộ với quý khán giả VNATV ở khắp nơi. Kính chào quý vị. Vâng, trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được giới thiệu cho quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Odyssey Israel là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Israel có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, worker home, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Israel có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng... Quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ và mong rằng quý khán giả của đài sẽ ủng hộ cho tất cả những cơ sở thương mại, quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNTV của chúng ta. Trước khi vào chương trình, cho chúng tôi được phép nhắc cho quý vị ngày hôm nay là ngày đám tang của nghệ sĩ tài danh Ngọc Đáng tại Fispa Mamili, phòng số 1, từ 11 giờ cho đến buổi chiều là thăm viếng, ngày mai là lễ di quan. Kính nhắc nhở quý vị, những thân hữu, những người ái mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng vui lòng đến trong ngày hôm nay. Vâng, bây giờ chúng ta vào chương trình giới thiệu đài Đáp Lời Sông Núi với anh Trần Quốc Báo. Thưa anh Du Miên và thưa quý vị khán giả VNTV ở khắp nơi, đài Đáp Lời Sông Núi của chúng tôi đến ngày hôm nay chúng tôi phát được 3.960 buổi phát thanh. Thưa quý vị, là gần 11 năm, chỉ còn có 1 tháng rưỡi nữa, 2 tháng nữa là chúng tôi đến kỷ niệm 11 năm đài phát thanh. Và như quý vị biết là trong thời gian vừa qua đó, thì cái tình trạng Ukraine, chiến tranh xâm lăng mà Nga đối với Ukraine là một cái sự kiện nóng bỏng mà hầu như tất cả chúng ta đều nghe hàng ngày trên các cái cơ quan truyền thông. Thì đài Đáp Lời Sông Núi của chúng tôi cũng như vậy, thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là cái thời sự đặc biệt trình bày về cái người hùng của nước Ukraine mà cho đến bây giờ có thể xem là cái người hùng của cả thế giới này, bởi vì ông ta là người đứng mũi chịu sào để mà lãnh đạo công cuộc đấu tranh cho dân chủ, không phải chỉ cho nước Ukraine mà có thể gọi là cho những người yêu chuộng dân chủ tự do trên khắp thế giới. Xin mời quý vị xem cái chương trình đặc biệt thời sự của chúng tôi và xin ban kỹ thuật chiếu dùng cái YouTube Người Hùng Zelensky. Vâng, trong lúc chờ đợi Peter thì chúng tôi cũng nói thêm với quý vị là ông Zelensky từ chối cái đề nghị của ông Putin của bên Nga là một thành phố phải đầu hàng. Ông không đầu hàng. Trong tuần lễ này, Tổng thống Biden của chúng ta sẽ đi Âu Châu họp với đồng minh NATO. Đồng thời, ông cũng sẽ đến bên cái nước sát rạc ở bên Ukraine là Poland, là Ba Lan. Nhưng có thể bất thình lình ổng lại phi thăng vô Ukraine. Không phải cái này sau đây. Dạ, không phải cái này anh. Cái trước kìa, cái YouTube người Hùng Zelensky đó mà tôi gửi cái email sáng nay đó. Dạ, xin coi lại giùm nha. Vâng, cái YouTube, dạ. Cái YouTube đầu tiên đó Peter, cái mới nhất đó. Vâng, thưa quý vị, tổng thống có thể người ta dự đoán là mấy ông
thủ tướng của ba nước NATO. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Sau nhiều tháng đe dọa bằng việc dồn gần 200.000 quân với hàng ngàn chiến xa, đại bác, giàn phóng hỏa tiễn cùng các loại oanh tạc cơ xung quanh Ukraine và cả chiến hạm ở vùng biển phía Nam, ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin đã xua quân xâm lăng Ukraine. Kế hoạch của Putin là chỉ trong 2 ngày quân Nga sẽ chiếm được Kyiv, thủ đô Ukraine, và dự tính từ 1 đến 2 tuần là chiếm trọn cả nước. Đây cũng là dự đoán của nhiều người. Vì so về sức mạnh quân sự, Ukraine đối đầu với Nga chẳng khác gì trứng chọi đá. Thế nhưng đến nay, hơn 3 tuần chiến đấu, quân Nga vẫn chưa tiến vào được Kyiv. Không những vậy, tại nhiều mặt trận, quân dân Ukraine chẳng những đã cầm chân được lực lượng Nga mà còn gây nhiều tổn thất cả về nhân mạng lẫn chiến cụ cho lực lượng của Nga. Sự kiện ngoạn mục này đã được nhiều người dẫn giải với nhiều lý do. Về phía Ukraine, trước hết và trên hết là sự chiến đấu kiên cường của quân dân Ukraine, quyết tâm bảo vệ tổ quốc chống lại quân xâm lăng. Rất đông thường dân đã xung phong vào lực lượng võ trang địa phương để đánh Nga. Và ở nhiều nơi, người dân đã tay không ra đường đứng chặn các đoàn xe của lính Nga. Kế tiếp là sự ủng hộ tích cực của thế giới nói chung và các quốc gia Tây phương nói riêng. Sự ủng hộ này thể hiện bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và quan trọng hơn nữa là các viện trợ khẩn cấp vũ khí cho Ukraine. Chỉ riêng Hoa Kỳ, nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 3 tuần qua, từ khi cuộc chiến bùng phát đến nay, đã lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Và sự ủng hộ này cũng đã thể hiện bằng con số hơn 20.000 chí nguyện quân từ nhiều nước tình nguyện đến Ukraine tham gia cuộc chiến chống Nga. Về phía Nga, lý do dẫn đến thất bại là đã đánh giá sai lầm về khả năng chống trả của quân dân Ukraine. Vì ước đoán sẽ chiếm Kyiv trong 2 ngày, nên Nga không chuẩn bị đủ nhiên liệu. Kết quả là nhiều xe tăng và các loại quân xa khác phải bỏ lại dọc đường vì thiếu xăng dầu. Và cũng vì không ngờ sự chống trả mãnh liệt của quân dân Ukraine, hàng đoàn xe tăng và quân xa của Nga di chuyển hàng dọc trên các đường lộ, không ngụy trang, trở thành mồi ngon cho các cuộc oanh kích bằng phi cơ không người lái của Ukraine. Hậu quả là quân Nga tổn thất về quân dụng rất cao, và quan trọng hơn nữa là tổn thất về nhân mạng ở mức độ nghiêm trọng. Theo ước lượng của những cơ quan nghiên cứu chuyên nghiệp và đáng tin cậy, sau 3 tuần lâm chiến, có khoảng 7.000 quân lính Nga tử trận, trong đó có 4 tướng lãnh cao cấp. Con số bị thương từ 20 đến 25.000. Các con số này tương đương với tổn thất về nhân mạng của quân lính Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Trung Đông, chính yếu là ở Iraq và Afghanistan. Khác biệt là cuộc chiến của Hoa Kỳ kéo dài 20 năm, từ 2001 đến 2021, trong khi của Nga chỉ mới có 21 ngày. Nhưng tại sao quân dân Ukraine lại chiến đấu vô cùng kiên cường? Tại sao Putin lại đánh giá thấp khả năng phản kháng của Ukraine? Và tại sao thế giới, đặc biệt là các nước Tây phương, lại tận tình ủng hộ Ukraine chống Nga? Câu trả lời chính là vì thái độ và hành động can trường, dũng cảm của ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine. Thái độ và hành động can trường dũng cảm này đã thể hiện cụ thể qua câu nói bất hủ: "Tôi cần đạn dược chứ không cần một ngõ thoát." Đây là câu trả lời của ông vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khuyên ông tạm thời lánh nạn khỏi thủ đô Kyiv và Hoa Kỳ sẽ giúp phương tiện đưa ông đi. Hình ảnh ông mặc áo thun xuất hiện trên màn ảnh truyền hình hiệu triệu dân chúng Ukraine, hoặc tường trình diễn tiến tình hình cuộc xâm lăng của Putin, cũng như kêu gọi thế giới cứu trợ Ukraine, chẳng những làm nức lòng dân chúng nước ông mà còn gây xúc động và cảm phục của dân chúng các nước khác trên thế giới. Ông không những chuyển lửa cho nhân dân Ukraine mà cả cho những nhà lãnh đạo các nước khác trên thế giới. Bằng chứng cụ thể là mới đây,
các vị thủ tướng ba nước Ba Lan, Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Slovakia đã bí mật đi xe lửa từ biên giới Ba Lan đến thủ đô Kyiv để thăm hỏi Tổng thống Zelensky. Vậy nhân vật Zelensky là người như thế nào mà hành xử can đảm, kiên cường như vậy? Ông Volodymyr Zelensky sinh ngày 25 tháng 2 năm 1978, tức năm nay mới 44 tuổi. Ông tốt nghiệp về luật tại Đại học thành phố nơi ông sinh trưởng, nhưng lại chuyển qua kịch nghệ và tham gia ban biên kịch tên Kvartal 95, một hãng sản xuất phim ảnh, đặc biệt là phim hoạt họa và phim truyền hình nhiều tập. Năm 2015, ông đóng vai chính trong bộ phim có tên Servant of the People, tức Đầy tớ của nhân dân. Đây là một phim hài hước, cốt truyện là một giáo viên trung học vì thấy các quan chức luôn nói quanh co để trốn tránh sự thật, nên đã tham gia chiến trường với chủ trương nói thẳng nói thật. Vì đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân, nên vị giáo viên này được dân chúng ủng hộ và đã trở thành tổng thống. Chỉ sau vài tập đầu được trình chiếu, phim truyện này đã được dân chúng nồng nhiệt ủng hộ và trở thành một hiện tượng gây sôi nổi trong dư luận dân chúng Ukraine. Nó sôi nổi đến độ 5 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, một đảng chính trị với tên Servant of the People được thành lập để tranh cử và được dân chúng Ukraine ủng hộ cuồng nhiệt. Trong cuộc tranh cử tổng thống Ukraine diễn ra ngày 31 tháng 3 năm 2019, Zelensky chiếm được 30% phiếu bầu, đứng thứ nhất trong số 39 ứng cử viên. Đứng thứ hai là tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, chiếm 16% số phiếu bầu. Trong vòng bầu chung kết diễn ra ngày 21 tháng 4, Zelensky đã đắc thắng với tỷ lệ 73,2% số phiếu bầu, trở thành vị tổng thống thứ 6 của nước Ukraine độc lập kể từ khi tách ra khỏi Liên bang Xô Viết tháng 12 năm 1991. Mặc dù đắc thắng như vậy, nhưng xuất thân là một diễn viên kịch nghệ hài hước, dân chúng Ukraine cũng như dư luận công chúng và thế giới vẫn chưa tin tưởng về khả năng lãnh đạo đất nước của ông Zelensky. Phải chờ cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga đối với đất nước Ukraine, người ta mới thấy tinh thần kiên cường, dũng cảm tỏa sáng nơi con người Zelensky. Và đây cũng chính nhờ cơ hội, như tuần báo Time nổi danh nhận định, để thế giới cảm ơn ông Zelensky vì không phải ông chỉ cứu nền dân chủ của đất nước ông mà của cả nhân loại. Cho đến nay, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga chưa biết kết quả chung cuộc sẽ ra sao. Liệu quân dân Ukraine có giữ vững được thủ đô Kyiv không? Và nếu Kyiv thất thủ, thì số phận Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng gia đình ông sẽ ra sao? Nhưng dù kết quả thế nào, thì cái tên Volodymyr Zelensky cũng được ghi nhận trong sách sử của Ukraine và của cả nhân loại như một vị anh hùng đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi và anh Trần Quốc Báo. Một chương trình rất là hay, rất là xuất sắc. Chúng tôi sẽ đề nghị là sẽ chiếu đi, chiếu lại cái này rất là nhiều lần cho khán giả chúng ta cùng ngưỡng mộ một vị anh hùng của toàn thể nhân loại của chúng ta. Bây giờ mời anh tiếp tục chương trình sinh hoạt Đài Đáp Lời Sông Núi. Cảm ơn Dương Biên và thưa quý vị. Như chúng ta biết là dân chúng Ukraine đang ở trong tình trạng vô cùng khó khăn, cực khổ bởi vì quân Nga đã xâm chiếm và đã tàn phá có thể gọi là hầu như tất cả các thành phố, các vùng đất của Ukraine, và có rất là nhiều người tị nạn Ukraine đã vượt thoát ra bên ngoài. Trong chương trình Sinh Hoạt Cộng Đồng lần này, chúng tôi xin là một lần nữa kêu gọi đồng hương của chúng ta ở khắp nơi ủng hộ cho dân chúng Ukraine bằng cách là đóng góp tài chính cho quỹ cứu trợ do phong trào giáo dân và Nguyệt Sang diễn đàn giáo dân khởi xướng, mà như tuần vừa rồi anh Đỗ Như Điền, anh Đằng Giang, cựu giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi của chúng tôi cũng có giới thiệu đến quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin tường trình thêm, xin báo một quý vị làm tin mừng là đã thu được hơn 14.000 Mỹ Kim và đã gửi, cách đây một tuần là chúng tôi đã gửi về
cho bên Ukraine yểm trợ dân chúng 10.000 và tiếp tục kêu gọi và xin ban kỹ thuật chiếu giùm cái YouTube để quý vị biết rõ hơn về cái nỗ lực này. Xin giới thiệu cái YouTube của Diễn đàn Giáo dân và Phong trào Giáo dân Hải ngoại đã tôi thấy bom đạn ban ngày đấy. Kính mời quý vị nghe lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân chiến tranh của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải từ Roma sau đây. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhà độc tài Putin đã xua quân xâm lược Ukraine, đe dọa thế giới tự do và phá tan hòa bình trên trái đất. Thật là phẫn uất và đau lòng khi thấy bom đạn đang ngày đêm tàn phá đất nước Ukraine. Thật là xót xa khi thấy hàng nghìn người bị chết thảm, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người già. Thật là phẫn uất và đau lòng khi thấy hàng triệu người dân Ukraine bỗng dưng mất nghiệp. Thật là phẫn uất và đau lòng khi thấy hàng triệu người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, đang cực khổ bồng bế dắt dìu nhau tìm nơi lánh nạn. Thật là phẫn uất và đau lòng khi thấy hàng triệu người khác đang kẹt giữa bom đạn, thiếu nước, thiếu thuốc, thiếu lương thực thực phẩm. Và đối với người Việt Nam chúng ta, điều đáng sợ nhất đối với chúng ta đó là cuộc xâm lược này của Nga tạo nên một tiền lệ nguy hiểm trên thế giới, và Tàu Cộng có thể lợi dụng nó để xâm lược Việt Nam và các nước khác. Vậy, chúng ta đồng cảm với thân phận đau thương của dân nước Ukraine. Chúng ta ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với nền hòa bình thế giới. Chúng ta ý thức rằng giúp Ukraine cũng là giúp cho cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ tự do và chống lại độc tài, chống lại tham vọng bá quyền của Nga và Tàu. Chúng ta ý thức rằng giúp người Ukraine cũng là giúp dân tộc và đất nước Việt Nam. Vậy chúng tôi, Linh Mục Nguyễn Văn Khải và các anh chị em trong Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại và Diễn đàn Giáo dân, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị làm ơn làm phúc, đóng góp để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine. Tất cả số tiền quyên góp được, chúng tôi sẽ gửi đến các nạn nhân chiến tranh qua các giám mục, linh mục và tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Ukraine. Như quý vị biết, dòng Chúa Cứu Thế hiện nay có 7 giám mục đang trông coi 5 giáo phận tại Ukraine. Ngoài ra còn có gần 90 cha thầy dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại 15 tu viện và rất nhiều giáo xứ khác nhau tại Ukraine. Trong đó có những tu viện và giáo xứ đã nằm trong vùng kiểm soát của Nga như Crimea và Donetsk. Có những tu viện và giáo xứ khác đang nằm trong vùng chiến sự rất ác liệt, chẳng hạn như Chernihiv. Mọi sự đóng góp của quý vị bằng check hoặc bằng tiền mặt, xin quý vị gửi về địa chỉ của Diễn đàn Giáo dân và Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại. Quý vị nào cần giấy miễn thuế, xin nói rõ để ban tổ chức có thể gửi cho quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng tôi cầu xin Chúa chúc lành cho quý vị và mọi người thân. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, anh chị em chúng tôi, Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại cùng với Diễn đàn Giáo dân và Linh Mục Nguyễn Văn Khải khởi xướng cuộc vận động cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Tất cả số tiền chúng tôi nhận được sẽ chuyển thẳng qua tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Ukraine, nơi hiện có 7 giám mục thuộc dòng này đang thực hiện các cái cuộc cứu trợ. Quý vị đóng góp xin để check hoặc money order trả cho Phong trào Giáo dân và ghi chú Quỹ Cứu Trợ Ukraine và gửi về địa chỉ 10687 Weatherhill Court, San Diego, California 92131. Quý vị cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với các thành viên sau đây: bác sĩ Trần Văn Cảo 714-716-6241, bà Thái Phương Lan 858-663-3165 và Phạm Mỹ Lan 714-537-1715, ông Nguyễn Thể 714-614-4751, đại diện cho ban điều hành cứu trợ Đỗ Như Điện 858-337-7049. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự rộng lượng của quý vị. Trân trọng kính chào. Cảm ơn anh Trần Quốc Bảo cũng như anh Đỗ Như Điện đã thực hiện cái video mới trong vụ này. Anh Đỗ Như Điện cũng có nhắn là ngoài cái 10.000
thì chúng ta còn có những người kêu vào để ủng hộ, có thể là từ 5.000 đến 7.000 trên đường tới cho cái bàn vận động. Xin mời anh Bảo. Vâng, nhưng thưa quý vị, dù có thêm được 10-15 ngàn nữa đó, thì so với cái nhu cầu cứu trợ cho đến ngày hôm nay là 3.5 triệu người Ukraine đã rời nước Ukraine để đi tị nạn ở 40-50 quốc gia chung quanh, thì quý vị thấy số tiền nó rất là nhỏ nhoi, nhưng mà một giọt nước rồi nhiều nó cũng sẽ làm đầy ly, thưa quý vị. Thành rất mong quý vị của ít lòng nhiều, bao nhiêu cũng được, xin yểm trợ cho cái công cuộc cứu trợ này. Và xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã nhớ đến một dân tộc đương khó khăn, đương gặp nạn để mà cứu trợ. Và chúng tôi xin mong mỏi được tiếp tay với quý vị trong cái công cuộc nỗ lực cứu trợ đồng bào Ukraine ở khắp nơi. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn 2 phút. Hỏi anh Bảo nè, gần tới tháng 5 rồi, mình có làm kỷ niệm năm nay không? Vâng, thưa anh Điện, cảm ơn Điện và thưa quý khán giả VNTV ở khắp nơi. Thưa anh Điện, có, như là quý vị cũng biết là 15 tháng 5 là kỷ niệm thành lập đài hàng năm, và cho đến 15 tháng 5 năm nay thì là đúng, thưa anh, đúng 11 năm, thưa anh Du Miên. Tuy nhiên, mọi năm thì chúng tôi làm ở Nam Cali 6-7 kỳ liên tiếp làm kỷ niệm ở Nam Cali. Lần này chúng tôi quyết định là làm ở Bắc Cali, thưa anh Du Miên. Và cái ngày mà chúng tôi làm đó là ngày 22 tháng 5 ở Bắc Cali, và chúng tôi đương thực hiện cái chi tiết. Chúng tôi sẽ thông báo và mời quý vị dù không có ở Nam Cali nhưng mà cũng biết cái sinh hoạt của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, thưa anh Du Miên. Trong vòng một tuần nữa thì chúng tôi có những chi tiết đó, thưa anh ạ. Vâng, nhưng mà nếu như làm ở trên San Jose, quý vị có lòng ở dưới này, ngày hôm đó cũng có thể liên lạc với đài để ủng hộ bằng tinh thần hay là vật chất cũng được, phải không anh? Dạ thưa, đúng vậy. Như miền như quý vị biết, 11 năm phát thanh liên tục hàng đêm nửa tiếng đồng hồ, chi phí cho đến bây giờ trung bình một tháng gần 10.000 Mỹ kim. Đó là một cái nỗ lực mà nếu không có sự thương mến ủng hộ của quý vị thì chúng tôi không bao giờ thực hiện được, và chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực. Và nếu được cái sự ủng hộ của quý vị thì chắc chắn là chúng tôi sẽ thành đạt được cái mục tiêu đặt ra từ đầu. Thưa anh Du Miên và thưa quý vị, và xin một lần nữa cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. Việt Nam American, Việt Nam America, lấy màu đào đắp đền sông núi quên thân mình. Giờ đây anh đang nơi đâu, rừng sâu hay nơi biên cương, mà về đây hiên ngang anh đứng.